mùa gì đang đến không? Mùa đông. Sai rồi. Chứ mùa gì? Yêu thương dần đang đến mà chuyện cô đơn ngoài không bên. Còn ai loay hoay giữa mây mông xoay ngược, chờ được nắm đôi tay ai. Dễ tao bay từ Việt Nam sang Tokyo, đem theo âm nhạc cùng những người anh em đi show. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ như là domino. Tôi tin ngày không công khai, yêu mộng mơ không tương lai, không rõ ràng và không sợ là mất nhau. Bề ngoài ta giống như một tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng. Biết mùa gì đang đến không? Mùa đông. Sai rồi. Chứ mùa gì? Yêu thương dần đang đến mà chuyện cô đơn ngoài không bên. Còn ai loay hoay giữa mây mông xoay ngược, chờ được nắm đôi tay ai. Cạnh em đã có ai kia, ngày ngày nắm đôi tay. Đã hạnh phúc sao cần thêm anh, để cây đắng gõ cửa tìm anh. Yêu em nhiều bấy nhiêu là sai rồi. Từng có tình yêu mà hôm nay phải đợi chờ. Mong sao ngày có mưa đừng để phôi qua ướt một giấc mơ. Tiếng đồng đầy đủ nhớ, cần ai đó để che chở. Và người làm cho giấc mơ này thêm vun vỡ. Giờ phải làm sao? Cách gửi like màu tím cõi như Boy Phố. Và bắt đầu tôi đi làm live tím cho anh em xem. Trước khi đi làm live tím thì hôm trước bạn ấy cũng đã bóc live trước rồi. Thì bây giờ có nền tóc rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng khử nhá. Thì nếu làm live tím khói thì mình cho đậm nước cốt khử vào nhá. Mình khử trực tiếp vào những cái phần tóc đã bóc live nhá. Thì màu tóc sẽ chuyển ra màu tím khói. Và con khử vàng này anh em có thể mua về nhà và khử lại tất cả các nền tóc anh em tẩy bị phai ra màu vàng ấy, chuyển sang màu khói xám, khói tím nha và khói trắng đục nha. Anh cắt cho em quả leo bung. Leo bung à? Vâng. Thế có cắt trắng không? Có ạ. Anh cứ phết trắng hai bên nhá. Vâng. Còn trên thì anh xem nào thì anh tỉa qua xem một chút nhá. Vâng. Ok, gái cho ăn gì? Vâng. Ok. Vẫn đường vẫn còn nơi phân tâm.
chưa bao giờ tôi nghĩ đã đến giờ phải nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.